Rẫy canh tác của người dân ở xã Hòa An, giếng nước này do người dân tự đào để phục vụ tưới tiêu. Không khó bắt gặp những cái giếng đào như thế này ở trong khắp các cái khu vực vườn rẫy của bà con nông dân khu vực Tây Nguyên. Bây giờ là mùa khô thì còn đỡ, chứ còn nếu mùa mưa thì cỏ sẽ mọc xung quanh tùm và sẽ trở thành một cái bẫy chết người đối với bất kỳ ai. Nhiều lúc người ta không sử dụng rồi người ta bỏ hoang đó, rồi rất là nguy hiểm. Tới mùa là người dân đi làm hoặc là những người nơi khác tới làm là rất là nguy hiểm. Nhiều trường hợp rơi xuống những cái bẫy như thế này, nhất là trẻ em. Chỉ riêng từ đầu năm 2023 đến nay, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ Công an tỉnh Đắk Lắk đã xử lý 4 vụ tai nạn do rơi xuống giếng, chủ yếu trong khu vực rẫy canh tác của người dân. Trong đó, một vụ không giải cứu được nạn nhân. Hắn thấp bị dưới như mặt đất như thế này, thì họ đi họ không bao giờ biết. Cho nên là có khi là họ đi họ rớt dưới này, mà bằng đêm mà rớt như thế này thì cũng lại là chết. Do nhu cầu nước tưới cho cây trồng và sinh hoạt, nhiều năm nay, người dân khu vực Tây Nguyên thường có thói quen đào giếng sâu trong khu vực vườn rẫy. Và đa phần, miệng giếng nằm ngang mặt đất, không có nắp đậy kiên cố, hoặc chỉ được che phủ sơ sài. Lòng giếng lại thường bị sạt lở, khí độc tích tụ nhiều, từ đó đã gây ra nhiều vụ tai nạn đáng tiếc.